Quân ở nhà chăm em nhá. Vâng. Ở nhà nha, mỗi nhà đi chùa tầm khoảng 2 tiếng. À 2 tiếng. Nào mỗi đứa lại lên tầm bố mẹ cái rồi đi nào. Ok. Ok. Rồi, thôi bố đi là được rồi. Rồi, ở nhà chơi ngoan nhá. Quỳnh ở nhà chăm em nhá. Ừ, rồi, ca thôi bố nào, ca thôi bố. Thơm bố. Rồi, rồi. Ở thơm mẹ đó. Thôi ca ở nhà. Ca ở nhà đi. Không đi được nhá, ở nhà nhá. Bố mẹ đi chùa để cầu may mắn, để cầu bình an cho mấy đứa nha. Ừ. Thôi rồi. Ở nhà chơi nhớ chơi đi chưa? Dạ. Đi à? Mấy đứa ở nhà chơi. Ở nhà đi ca. Không, ở nhà ca ở nhà đi. Nha. Ba. Ba nào. Ba. 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 Nào. Để chị bán cho bé nha. Cái cam một cái này. Cam một cái, cầm lấy. Bé một cái. Ê, không được bóc. Tiền. Cảm ơn bé à ca tiền cảm tiền lại bóc lại mở ra chỉ báo lại mọi người làm sao mà mới được ca còn biết mới được qua hay là ra cầu than chờ bố mẹ nha. Ừ. Đi. Anh ngồi. Ngồi đây. Mẹ ơi. Để ca. Cảm
cùng vào nhà đi. Hả? À, chơi ở trong phòng mà. Bố mẹ đi đâu mà lâu về lúc mẹ. Này, rồi, đi làm thôi đây, muốn chung có quà bạn bè. Đi, đi, đi. Đi lại ghế thôi. Đi lại ghế thôi, lại ghế thôi. Ngon nhỉ? Thế nhưng mà ca lại không ăn. Anh ăn được không? Ca đi ở đây.